một số ngành đó là ngành ví dụ như là phụ khoa, viên đặt rồi gel bôi trơn gấp ẩm rồi các dụng cụ bao cao su các thứ là liên quan đến tình dục là không bán được. Bởi vì ở trên đấy nó có rất là nhiều trẻ con nên tất cả những cái thứ đấy đều không thể bán được và nó đang đưa vào một cái dạng gọi là sản phẩm bị hạn chế hoặc là sản phẩm bị cấm. Dù rằng là những cái ngành này nó đã được mở công khai rồi nhưng mà những con sản phẩm mà bị hạn chế thì chúng ta vẫn phải mở ngành hàng thì mới có thể bán được. Mở ngành hàng thì nó sẽ trung bình mất 40 đến 50 ngày, 40 đến 50 ngày và nó sẽ cần phải là có đầy đủ tất cả các giấy tờ liên quan đến cá nhân, đến người bán, đến sản phẩm và công ty sản xuất ra đó. Ngành hàng phụ kiện trang sức, ví dụ các bạn sẽ thấy rằng là một viên ngọc trai, hai viên ngọc trai thì nó có những cái chất lượng và trọng lượng, kích thước về giá tiền khác nhau đúng không ạ? Nên mỗi một sản phẩm thì nó sẽ phải là có giấy chứng nhận và kiểm nhận riêng. Ví dụ một viên ngọc trai to bằng cái ngón tay này, một viên ngọc trai to bằng ngón tay này thì nó phải hai viên thì phải có hai cái giấy kiểm nghiệm, kể cả tiền, kể cả vàng cũng thế, vàng cũng sẽ phải có cái giấy chứng nhận rằng đây là vàng thật. Tránh trường hợp là nó bán hàng bán vàng pha ke ở trên TikTok. Hôm qua có bạn học viên của mình bán vàng đấy, đơn hàng 15 triệu và đơn hàng 16 triệu nhưng mà nó phải có giấy kiểm định cho từng sản phẩm đấy một, chứ không phải là cứ thích bán là bán được đâu. Cái ngành này thì chúng ta cũng sẽ phải mở ngành hàng mọi người nhá. Thì đây là một vài cái lưu ý đối với vài ngành hàng. Thời trang thì thoải mái rồi, mỹ phẩm đang thoải mái luôn. Tuy nhiên mỹ phẩm nó sẽ có một vài hạn chế như sau, đó là giấy tờ liên quan, chứng minh nguồn gốc xuất xứ, giấy ủy quyền thương hiệu và nhãn hiệu, giấy đại lý đại lý cấp 1, cấp 2 ấy. Nên là nó sẽ ảnh hưởng đến một chút, là đôi khi nó sẽ khó khăn, đôi khi nó quét. Hôm vừa rồi có một bạn học viên của mình, tối hôm buổi đầu tiên ấy, chúng ta học cái này, là có một bạn đang thì bán cái cao khổ qua của mình, xong rồi lôi son ra đánh trả sư bố nó, thế là mất luôn cái phiên live luôn. Nó khóa live vĩnh viễn và khóa live vĩnh viễn này, xóa quyền thương mại của kênh luôn, không thể bán được hàng nữa, không cho đánh son.